Geronimo Nguyễn Thiện xin được kính chào tất cả quý vị. Chào mừng tất cả quý vị đã đến với chương trình giải đáp hôn nhân gia đình số thứ bảy của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Kính thưa quý vị, chúng ta lại được gặp nhau qua chương trình giải đáp hôn nhân công giáo số thứ bảy. Chúng tôi rất vui vì đã đón nhận được rất nhiều những câu hỏi của quý vị đã gửi về cho chương trình qua địa chỉ email giải đáp hôn nhân công giáo a gmail.com. Và nếu như có thắc mắc thì xin quý vị hãy tiếp tục gửi về cho chương trình để chúng tôi có thể trả lời cho tất cả quý vị. Và hôm nay, chúng ta lại được gặp vị khách mời của chương trình, cha phê Nguyễn Hùng Hải đến từ tỉnh Dòng Từ Sai Đức Tinh. Dạ, con kính chào cha. Chào anh Nguyễn Thiện. Dạ. Chào khán giả. Kính thưa cha, trong chương trình giải đáp hôn nhân công giáo hôm nay, quý vị khán thính giả muốn cha cho biết lập trường của giáo hội về vấn đề ly thân ạ à? ừ. nói chung khi biết tích hôn phối đã thành hiệu giáo luật không chấp nhận giải pháp ly dị nhưng chỉ cho phép ly thân khi có lý do chính đáng nghĩa là hai vợ chồng không buộc phải sống chung với nhau. Tuy vẫn còn ràng buộc bởi dây hôn phối, sự ly thân chỉ cho phép hai vợ chồng sống riêng rẽ. Họ có thể sống cùng một nhà. Nhưng có quyền không quan hệ vợ chồng. Hoặc sống khác nhà nếu tình hình trở nên nghiêm trọng nhưng không được tái hôn. Vì họ còn bị ràng buộc bởi dây hồn thú. Giáo luật 1983 điều 1151 nói rằng: Những người phối ngẫu có bổn phận và có quyền bảo vệ đời sống chung vợ chồng trừ khi được biến vì lý do hợp pháp. Dạ, ừ, vậy thưa cha, thì khi nào họ được phép ly thân à? Trong bộ giáo luật 1983, điều 1152 và 1153 sẽ tới hai lý do để xin ly thân. Thứ nhất, vì lý do ngoại tình. Thứ hai, vì lý do khác gây nguy hiểm nặng nề cho người phối ngẫu hoặc nguy hiểm cho con cái. Thứ nhất, lý do ngoại tình. Điều 1152 triệt 1 nói rằng, mặc dầu thiết tha khuyên nhủ người phối ngẫu vì đức bác ái kỳ tô giáo và vì lợi ích của gia đình đừng từ chối tha thứ cho bên ngoại tình và đừng cắt đứt đời sống chung vợ chồng tuy nhiên nếu họ đã không minh nhiên hay mặc nhiên tha thứ lỗi lầm cho bình kia thì có quyền cắt đứt đời sống vợ chồng trừ khi họ đã chấp nhận việc ngoại tình hoặc họ đã gây ra nguyên nhân của tội ngoại tình hoặc đã phạm tội ngoại tình như vậy điều 1152 cho thấy theo nguyên tắc khi đã kết hôn cả hai người phối ngẫu đều có quyền và bổn phận bảo vệ đời sống vợ chồng. Họ là của nhau và không ai có quyền tách rời. Nếu không có lý do chính đáng. Nhưng nếu người kia ngoại tình thì họ có quyền chính đáng để ly thật. Dù sao điều 1152 thiết tha khuyên nhủ người bạn vô tội hãy vì đức ái và vì lợi ích gia đình mà tha thứ cho người lỗi lầm. Tuy nhiên, giáo luật nhìn nhận cho người ấy được quyền khước từ đời sống chung. Hay nó khác đi, quyền được ly thân. Đương sự có thể khước từ quyền ly thân bằng việc tha thứ cho người phối ngẫu cách mặc nhiên hay suy đoán. Dạ thưa cha, như vậy thì như thế nào là tha thứ cách mặc nhiên, và khi nào thì được coi như là tha thứ cách suy đoán, thưa cha? Bộ Giao luật 1983, Điều 1152 triệt 2 cho biết, sự tha thứ được coi là mặc nhiên, khi dù đã biết rõ bên kia ngoại tình, nhưng vẫn tự nguyện, sống thân mật với người ấy. Sự tha thứ được coi là suy đoán nếu trong vòng 6 tháng kể từ khi hay biết việc ngoại tình. Họ vẫn giữ đời sống vợ chồng và không khiếu nại với thẩm quyền giáo hội hay dân sự. Như vậy, trong vòng 6 tháng từ khi tứ ý chấm dứt sự sông trùng, Người phối ngẫu vô tội có thể sẽ trình lên nhà chức trách giáo hội để thẩm định lý do. Xem có nên kéo dài sự ly thân hay nên khuyến khích sự đoàn tụ. Dạ thưa cha, nếu họ đã là nguyên nhân của việc ngoại tình hoặc chính họ cũng phạm tội ngoại tình thì họ có quyền ly thân không cha người có tội ngoại tình hay làm cớ cho người phối ngộ ngoại tình thì không được quyền ly thân chỉ có người vô tội mới có quyền ly thân dạ thưa cha như vậy thì ngoài trường hợp ngoại tình thì còn có lý do nào khác được phép ly thân nữa không cha trong trường hợp ngoại tình giáo luật cho phép người vô tội tự ý ly thân. Còn nếu xảy ra những lý do khác, thì phải trình lên bản quyền sở tại để xin phép ly thân. Bộ giáo luật 1983, điều 1153 triệt 1, ấn định. Nếu một trong hai người phối ngẫu gây nguy hiểm nặng nề hoặc về phần hồn hoặc về phần xác cho người kia hoặc cho con cái hay nếu họ làm cho đời sống chung nên quá cơ cực đi thì người kia có lý do hợp lệ để xin bản quyền sở tại cho phép ly thật Dạ thưa cha, nếu như vậy thì phải chờ sự chờ đợi cho phép của bản quyền sở tại thì sẽ có một quá nhiều nguy hiểm cho người phối ngẫu và con cái của họ thì sao cha? Ai sẽ là người chịu trách nhiệm à? Trong trường hợp này, Bộ Giáo luật 1983 Điều 1153 Triệt 1 Ấn định thêm rằng Nếu thấy sự khoan dạn sẽ có nguy hiểm thì người kia có thể tứ tiện lì thần. Nghĩa là nếu sợ chờ đến khi được phép ly thân thì lâu quá sẽ gây quá nhiều nguy hiểm cho họ và cho con cái. Thì họ có thể lì thần trước cho an toàn. Rồi ngay sau đó phải trình lên đấng bản quyền. Vâng ạ, à, dạ thưa cha thì trường hợp nào thì được coi là nguy hiểm về phần hồn và phần xác à? Những nguy hiểm phần hồn như người phối ngẫu xúi dục hoặc ép buộc người phối ngẫu kia phạm tội trọng về đức tin và luân lý khiến nguy hiểm cho linh hồn của người phối ngẫu và các con còn nguy hiểm phần xác như chồng rượu chè đánh đập vợ con thường xuyên hoặc cũng có khi vợ mê cờ bạc gây nỡ nần nghiêm trọng khiến băng đảng xã hội đen đe dọa người chồng nói chung muốn ly thân thì phải có nguyên do chính đáng và được bản quyền địa phương cho phép nếu trong những trường hợp có thể được quyền tự ý ly thân thì đương sự cũng nên báo cáo ngay cho bản quyền địa phương để có thể được tư vấn, giúp đỡ, khuyên bảo để đôi bạn có giải pháp tốt nhất có thể nhằm cứu lấy hạnh phúc gia đình nếu còn có thể được. Bộ Giáo luật 1983 điều 1153 triệt 2 nói rằng trong mọi trường hợp khi nguyên cớ ly thân đã chấm dứt thì phải tái lập đời sống vợ chồng. Dạ kính thưa cha, nếu gặp khó khăn trong việc bảo vệ an toàn cho con cái và phân chia của cải còn vướng mắc khi ly thân thì có được ra tòa dân sự để giải quyết như làm giấy ly dị không ạ? À? Ở các nước nào mà quyết định của nhà chức trách giáo hội cũng có hiệu lực dân sự thì rõ là sắc lệnh của bản quyền cho phép ly thân cũng có hiệu lực dân sự. Bên nạn nhân không còn bị bên kia bách hại vì quan hệ vợ chồng theo luật dân sự. Tất nhiên, đối với giao luật, dây hôn phối của họ vẫn còn. Họ không được tái hôn. Tại Việt Nam, nơi mà quyết định của nhà chức trách giáo hội không có hiệu lực dân sự. Giáo mục giáo phận khi ra sắc lệnh cho phép ly thân, cũng có thể cân nhắc đệ cho phép đưa Vũ Ly Thân ra tòa án dân sự. Theo điều 1692 triệt 2 của Bộ Giao luật 1983. Việc cho phép này không những là hợp pháp mà còn là vấn đề mục vụ cần phải làm để bảo vệ nạn nhân. Chính vì vậy, trong thực tế, khi một bên có lý do hợp pháp để có quyền ly thân, như trong trường hợp người phối ngẫu kia gây nguy hiểm nghiêm trọng về tinh thần hay thể xác cho mình hoặc cho con cái đã nói đến ở điều 1153 triệt 1. Giáo mục giáo phận có thể cho phép đưa Vũ Ly Thân ra tòa án dân sự bằng một sắc lệnh chiếu theo điều 1692 triệt hại. Tòa án dân sự sẽ tuyên bố cắt đứt quan hệ vợ chồng và xét sự việc phân chia tài sản và nuôi dưỡng con cái. Nhờ đó Bên tín hữu Bí nạn được bảo vệ Đức giáo mục cũng có thể Trao vụ án ly thân Cho tòa án giáo phận xét xử Và được giải quyết Bằng một bản án Theo điều 1692 Và tòa án giáo phận có thể quyết định cho phép họ đưa vũ ly thân ra tòa án dân sự nếu thấy cần thiết. Dạ kính thưa cha, như vậy thì khi họ ly thân và ly dị phần dân sự thì họ có được xưng tội và rước lễ không cha? Bộ Giáo luật 1983 không hề áp đặt một vạ tiền kết nào cho những người ly dị ước tòa án dân sự. Đức Giáo Hoàng Francisco khi trả lời phỏng vấn trên chuyến bay từ Rio đến Roma năm 2013 đã xác định những người ly dị tòa đời được phép rước lệ. Chỉ những người ly dị và tái hôn mới không được phép. đối với việc ly dị ở tòa án dân sự. Trong sách giáo lý công giáo số 2383 cũng có nói Nếu sự ly dị tòa đời là cách duy nhất để bảo đảm một số quyền lợi chính đáng để lo cho các con hoặc để bảo vệ di sản thì có thể được chung thứ và không tạo thành một lỗi phạm nào về luân lý. Tuy nhiên, để phù hợp với tinh thần của Bộ Giao luật, cần phải xét định từng trường hợp một. Có thể cho phép tín hữu đưa Vũ Ly Thân ra tòa án dân sự. Mỗi khi cần thiết để họ được bảo vệ khỏi những sự bất hại nguy hiểm cho tinh thần hay thể xác cho mình hoặc cho con cái. Vấn đề ly thân vẫn là một vấn đề gây ra sự thiệt thòi cho các gia đình. Nhất là sự thiệt thòi cho con cái. Chính vì vậy, giáo hội tha thiết kêu mời các gia đình hãy bảo vệ và nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình mình nếu có gì trục trặc trong đời sống gia đình thì các đương sinh nên tìm đến với các vị trung gian để hàn gắn những vị này là những người có uy tín và khôn ngoan họ có thể là những người trong dòng tộc họ không thuộc dòng họ mình để có sự vô tư không thiên tư tây vị họ có thể là các cha xứ hoặc đấng bản quyền giáo hội họ cũng nên siêng năng cầu nguyện năng tham dự thánh lệ nhất là nên tham dự một chương trình tĩnh tâm bởi vì khi đi tĩnh tâm họ sẽ có thời gian để cân nhắc nhìn nhận và nhìn nọ gia đình của mình họ nhìn lại thôi ban đầu khi họ nắm tay nhau bước vào nhà thờ với những lời thề hứa tuyệt vời họ cũng nhìn lại những bất hòa xung đột nhiều khi chỉ vì những lý do không đáng Họ cũng nhìn lại trách nhiệm của mình đối với con cái. Nhìn đến tương lai của con cái. Trong giáo hội cũng đã có biết bao nhiêu gia đình. Cho dù họ đã ly thân và ly dị phần đời. Nhưng vẫn được hàn gắn và tìm lại được hạnh phúc nhờ sự tham dự những cuộc tĩnh tâm này. Dạ, con cảm ơn cha. Kính thưa tất cả quý vị, với những nội dung vừa rồi thì chương trình giải đáp hôn nhân công giáo số thứ 7 cũng xin phép khép lại tại đây. Có thắc mắc, xin quý vị hãy gửi câu hỏi về địa chỉ giải đáp hôn nhân công giáo a.gmail.com Mến chúc tất cả quý vị có một tuần mới an lành trong Chúa. Còn bây giờ, những người thực hiện chương trình xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.